Alo, alo. Mít có chưa nữa ta? Alo, bây giờ này có chưa? Mít có chưa? Alo, à, mít có rồi đó. À, mít có rồi. Mít có chưa nữa ta? Mít có rồi. Alo, bây giờ này có chưa? Mít có chưa? Alo, ok. À, mình có rồi đó. À, mình có rồi. À, bây giờ mình sẽ test thử cái trò chơi Forza Horizon 4 nha. Test thử cái va lăng của mình mới mua. Ok. Ok, xin chào các bạn nha. Bây giờ mình test thử nha. Đây là cái trò trò này là À, bây trò giờ mình sẽ Forza 4 test của mình thử à. cái trò chơi Ok. Forza Horizon 4 nha. Đây Test là thử bây cái giờ va lăng của mình mới mua. mình cho cái này nó nhỏ lên đi. Rồi ok. Rồi bây giờ mình enter thôi, close map thôi. Ok. Đó, ok. Này, mình test thử à. À, cái đồ đạp trên bàn đạp này của mình nó cũng khá nhạy đó nha. Đấy, cho các bạn coi cái khung cảnh nè, cảnh ngoài đó, chuyển cảnh nè, thấy không? Ở đây mình lái mình phượt đường thành phố qua vô tới miền quê nha các bạn. À, mình cài thử cái test thử cái vô lăng với cái trò chơi là Forza Horizon 4. Mình chạy từ từ thôi, mình mới mới test nên mình không có chạy nhanh nha. Oh my God. À, quên nữa, ở bên cái này là bên Mỹ nha, bên Mỹ thì mình phải chạy bên tay trái nha các bạn. Mình quên. Thiệt tình. Bên Mỹ mà mình đi chạy bên tay phải thì thôi thua rồi. Hàng chi hàng kia nó cũng bới gối, nó bỡ ngỡ. Cái này mình cũng mới làm quen với cái vô lăng cho nên chưa có quen nha các bạn. Xưa giờ mình lái trên bàn phím không à. À, trò này bây giờ mình cho nên là mình lái chậm chậm thôi, mình đi ngắm thành phố. Ok. Ow, chu trời. Nó cho mình phải vượt lên đó thì mình phải qua bên tay phải mình vượt nha. Đó, mình ra tay phải mình vượt lên nè. À, chết mẹ về về á, trời ơi. À. Oh, sorry. Dễ gây tai nạn lắm nha. Ok. Cái này là đường giống lên Đà Lạt nha các bạn. À, giống đường lên lên Đà Lạt, có mấy cái cây này cũng giống như cây thông nữa. À, công nhận đường phố đường xá cũng cũng đẹp nữa, cây cối rồi xanh tốt. À, bây giờ mình cho chiếc xe mình nó nhỏ hơn nè, thấy không? Góc nhìn của mình lên trên cao hơn chút xíu, hồi nãy là góc nhìn ở dưới, chết mẹ. Trời ơi. Tu cha ơi. À. Này là mình định sẵn cái đường đi đang về nhà nhé. Mình lên bản đồ mình định sẵn đường đi về nhà. Chà, cảnh miền quê thấy tuyệt vời không các bạn ha? Quá tuyệt vời đi. Ok. Đó.
Đó, đây là cảnh trong xe nhé. Đó, cho các bạn thấy. Ok. Trời ơi, nó qua lộ nhanh quá. Ô, cha này. Cha này vượt ẩu không? Chủ yếu là mình đi rally, mình đi chơi phượt phượt, mình coi cảnh nha các bạn. Chứ còn game này không có đua nha, mình không có đua nha. Mình đang chạy phượt, mình chơi cho vui thôi à. Chứ mình không có đua hơn thua. Đúng không? Cái này mà đua là thôi hư xe, banh xe luôn á. Banh xác luôn á. Ai khích cái kiểu này nè. Kiểu này nó làm cho mình có cảm giác giống như mình đang ngồi trên chiếc xe thiệt kia đó. Ao, chu cha. Ao, không có đường lên nổi. Ồ má. À cái này giống hồ Xuân Hương ở trên Đà Lạt nha các bạn. Y chang luôn nha. Đây. Kêu chân led mà mình hết hồn chưa. Trời ơi, mình làm giống tay đua quá chứ. Trời ơi, mấy cha chạy nhanh quá. Rất là đẹp nha các bạn, khung cảnh là đi phượt là thôi đã luôn nha. Á trời ơi, đồ mới đưa đi đường này chưa? Chết mẹ rồi. Cái đường này nó xấu quá các bạn ơi. Tại vậy mà còn có xe chọi chạy nữa chứ. Oh my god. À, đi đường về nhà mà sao xấu như vậy? Cái này đi đường rừng rồi nha các bạn. Không còn đường chính nữa, lên đường rừng rồi đó. Chết mẹ không. Ok. Trời ơi. À. Ồ, chu cha. Cái hoa lan này mình mới mua nha các bạn, với cái bàn đạp. Qua lăng bàn đạp mà không biết sao quay được cái phim được cái bàn đạp. Tại bàn đạp ở dưới chân mình á. Nó qua lăng ở trên. À, chắc mình để cái camera phía trước, phía sau, sau lưng mình á. Quên à, chắc là phải để camera sau lưng mình á thì nó sẽ quay được cái bàn đạp. Với lại cái người mình luôn. Wow. Đường dằn quá, đường này mà trời mưa xuống là thôi khỏi chạy nha các bạn. Oh my god. Hồi nãy sao đường đẹp, giờ này đường xấu dữ vậy trời. Trời ơi. Má ơi, mình đang ở đâu đây? Tại sao lại cho mình cái đường rừng vậy trời? Má ơi. Lâu lâu test thử cái camera mà kiểu này thôi chết rồi. Oh. Oh. Oh.
À, chết mẹ không? Trời 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 trời. Xíu nữa đụng vô mấy cái cây này rồi. Trời, muốn mơ cho nó nhanh qua cái đoạn này xấu quá. Oh wow, cái kia. Biết khi nào cho qua đường này ba. Oh my god. Ow. Trời 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 trời. Trời 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 rồi. Hả? Chết mẹ rồi. Hả? Chết mẹ rồi. Đường ra đâu rồi ta? Đường nó tuột xuống rồi. Rồi. Ôi chết mẹ. Ôi chết mẹ rồi. Mẹ chưa lạc đường luôn. Chết mẹ. Thua rồi bạn ơi. Mình chạy ra đường chính nha, đường này chạy lên rừng luôn à, hết đường luôn à. Thua. Oh, đùm. Trời trời. Thôi đi về nghỉ luôn chứ rồi. Lên đây gặp Lâm Tặc à, thôi chết nó chứ. Các bạn. Ồ chú cha. Thôi mình đi phượt đại đi, mình bỏ cái đường đó đi. Để mình lại mình định bản đồ lại coi nha các bạn. Ồ. Ồ, để mình đi đường đó có đường nào ngắn ngắn nhất về nhà không? Ok, dựng lên đi. Ok. Mình coi coi có đường nào ngắn nhất về nhà không? Ai da. Coi coi. Nè. Rốt nó trên bản đồ nè. Bạn enter là set nó trên bản đồ á. Rồi đó. Ê, đâu phải. Rồi. Giờ này đi về đây thôi. Khoan khoan để mình coi cái live stream nha. Nãy giờ không biết live stream nó có đẹp hay không. Chạy rồi. Hả? Chết mẹ rồi. À được đó, được á. Livestream được á. Giờ này mình tiếp tục nha. Ok. Ok, mình về bên địa điểm khác đi. Cái địa điểm đó trời đất ơi. Ai vừa đi chỉ lên đường rừng. Chạy lên trên đó kiếm cái gì trên đó trời, thôn nữ, sơn nữ. Mình không dám chạy nhanh đúng không bà? Chạy nhanh sợ nó hư xe. Đó, ok. Chạy nhanh lên tí rồi. Để bà con khinh thường. Ok.
trời, chưa, bắt đầu mà đảo qua lăng quá, đảo rồi, tao đảo rất là nhẹ nhàng mà, sao mình đảo qua lăng dữ vậy? Đó, từ lái bàn phím chuyển qua lái qua lăng nó có một khoảng cách nha các bạn. Ok. Chết mẹ rồi, mình đi qua bên land của người ta rồi. Cứ nhớ Việt Nam không à, Mỹ đang ở bên Mỹ mà. Lái xe bên Mỹ mà. Lái tăng tốc được chút xíu, thấy nó quải về đè đầu không? Mà công nhận thiệt, miền quê bên đó đẹp ha, chắc là làm trong game mới vậy ha, chứ đâu ngoài đời mà đẹp kiểu vậy thôi chứ. Đường xá gì chỗ nào cũng đẹp, nhà cửa coi kìa, nhìn thấy mắt mắt không? Ô chà, tính vậy. Tới cái cua. Turn left. In 200 yards, turn left. Phục tùng với trời. Chạy đó, cho xe mình nhỏ hơn chút xíu nữa nè. Mình thích cảnh này nè, mình thích cái kiểu này nè. Có cảm giác là mình ngồi thiệt sự trên chiếc xe hơi á. Còn nãy có cái tay lái thì mình thấy là giống như mình ngồi sau lưng của tài xế. Mình đi lái mình coi cái đường phố bên bên đẹp cỡ nào nha. Má, nhà cửa gì xây dựng đẹp quá trời luôn, khang trang giữa núi rừng thế này mà có những cái thị trấn. Giờ mình nhấn ga chút xíu rồi ra ngoài thị trấn mình, lộ nào lớn lớn mình nhấn ga cho nó đã, lộ nào nhỏ quá thấy người ta nhấn ga mình không dám nhấn. Đó, nhấn chút xíu thấy nó quải quải sao đó, bị ám ảnh. Trời ơi trời. Đó, xe buýt đó. Có xe buýt nữa nha các bạn. Đã chưa? Đó, nhấn ga xíu nè. Ô chú trời, thấy chưa? Thấy nhấn ga lần ra thấy nó có lạ không? Đấy, đường rộng rộng xíu cho mình dám nhấn ga nha, chứ đường nhà hẹp quá không dám. Hồi hồi sợ nó banh chiếc xe, không xe mới mua nè, banh xe không có tiền mua, nhà nghèo mà. Chơi luôn cái loại bên GT5 á là nó có mod ra xe á, còn cái loại bên đây mình không biết nó mod xe làm sao nha.
Này. À, trời ơi, chạy sau lưng này hoài sao? Lên đó, lên luôn nè. Chết mẹ, chỗ cua này sao dám qua mặt này? Ồ, nó qua kìa. À, chú cha, cha. Cũng qua được thằng rồi đó. À, nó không chịu qua mình qua, nó thấy mình qua, nó nhắn ra. Cái thằng đó nó cũng online đó nha các bạn. Nó mấy thằng này là nó cũng online giống mình nè. Nó vô bản đồ này nó lái thì mình mới gặp nhau. À, mình sẽ thu xếp thời gian mình lái hết cái bản đồ này nha các bạn nè. Đây. Lái hết cái bản đồ này đi cho các bạn xem nước thành phố, một cái thành phố bên Mỹ đó, nó đẹp làm sao. Đây. Chắc là thành phố này ảo thôi à, làm trên game đó, chứ ngoài không phải vậy đâu. Làm gì mà cây cối xanh tươi mà đẹp vậy? Đường xá sạch không có cọng rác nữa. À, chết mẹ rồi, mình quẹo qua mình quên. Quên xin nhá, đù má ẩu thiệt. Tay này mới lấy qua. À, lấy qua bị người kia nó đẩy liền. Cái chiếc xe mà nó không có cái số là xe của máy nha các bạn, máy tính đó, xe của AI đó, trí tuệ nhân tạo nó lái đó. Còn chiếc xe mà có cái nick trên đầu á, à, là cái chiếc xe đó nó online giống mình đó. Ồ, mà cây cối gió thổi đã chưa, gió nó có thằng đó là thằng người thiệt đó. À, trời, anh làm vậy đúng đó. Đập đá hả? Chơi sáng ra đập đá hả? Chơi vừa thôi chứ, chơi nhà ghê quá. Rồi bây giờ mình vô thành phố nha các bạn. Đấy. Xe cộ quá trời luôn ha. À, cái này là Festival nè, Horizon Festival nè. À, cái thành phố này là thành phố nó không phải thật sự đâu. Cái thành phố này là thành phố xạo á, xạo cho vui á. Thành phố này là thành phố ảo, không? Yeah, nó làm bản đồ. Nó dù GTA 5 nó cũng có bản đồ của nó đó. Rồi mấy cái game sau này Horizon rồi cũng có. Phật xa. Ô, trời hầu pho. Wow. Chết mẹ tôi rồi. Đụng á. Cái thằng ông nội đó đi đâu vậy? Đụng á. Ấy trời ơi, chết mẹ rồi. Ồ. Oh. Ghê vậy, kinh vậy. Lái kinh vậy trời. Cái này mình chơi số tự động luôn nha các bạn. Còn nếu mà mình cài lại thì mình mới tầm quen á, cho nên mình tập tay lái trước. Rồi ví dụ mình cài xài chạy số sao đi. Bây giờ mình chạy cài số tự động nha. Bây giờ nhiều loại xe nó cũng chơi số tự động thôi mà. Bây giờ tự động lái luôn chứ. Như là xe của Tesla đó. Tesla là tự lái luôn á. Cho nó cái vị trí đầu đến rồi đi rồi nó lái, nó cân nhắc nó lái thì ngon lành luôn á. À, cho nên là giờ này mình xài số tự động cho nó mà giảm thời gian thao tác. Đỡ phải bật cần số. Thank you.
Ấy trời 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 ơi, can không hay à. Can kiểu kỳ quá. Chắc mình đây à. Mình mới sơn lại chiếc xe đó nha. Xưa mình mới mua chiếc xe này á là nó màu xanh là giống như xe vừa qua đó. Xe màu xanh nước biển á. Mà nó màu xanh nước biển nó ngã sang màu là xanh lá cây. Nó ngã sang xanh lá cây tí. Á, tôi chào, hôm nay thử tay lái tôi mà. Ôi má. Ẩu rồi ba. Ba đứa. Rồi có thằng nào không? Đâu. Ai cha 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 cha. Mình lắp cái tay lái ở đây cái mình không thấy được cái bản đồ, mình tức ghê luôn á. Lắp cái tay lái ngay cái mặt ngay cái bản đồ. Ok. À. Ồ, cái chỗ này là cái thị trấn nào á mà thôi coi nó xấu quá à. À trời 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 trời. Ô, chú chào cái anh kia. Ô, oh, what. Ô, oh, chú chào, xíu nữa. Xíu nữa là ôm nằm cũng đóng luôn à. Này, còn này là góc nhìn ở trên, nhìn xuống nè các bạn. Ấy, trời 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 trời. Trời lạng vậy mới vui á. Ok. Tôi nhớ Việt Nam mà chạy tay phải mà qua bên đó là chạy tay trái rồi. Ờ à, chỗ này nhà xấu quá. Mấy nhà kiểu kiểu này không giống Việt Nam. Kiểu này giống châu Âu á, nhà kiểu nó sao đâu á. Nó giống như mấy cái bức tường thẳng tắp không à. Trời ơi, nãy biết vậy mình chạy ra cái đường mà đi lên cái hồ nó đẹp biết bao nhiêu. Như mà nói kệ mẹ nó đi. Để mình định lại coi. Đường nào mình chạy ra cái hồ sẽ có nhiều cảnh đẹp cho các bạn ngắm nha. Đây. Ok. Để mình ra đây mình coi lại coi. Cái đường nào mà nó đi lên trên cái hồ đấy. À đây nè, chạy xung quanh cái hồ này đẹp lắm nè. Thấy không? Ừ, con mấy hồ lớn nè. Ừ. Nó từ đây ra cái hồ nhỏ nó gần hơn cái hồ lớn. Ra cái hồ lớn nó xa quá. Nó xa quá xa đi. Ồ ra tới đó cũng mất hết thời gian đó nha. Nhưng mà có con đường nào mà nó ta chạy xung quanh cái hồ lớn đó, nó mới đẹp. Nó như con đường này nè, đó thấy chưa? Thấy chưa, thấy con đường này chưa? Đó, định vị nha. Ok. Ok. Đó, nó cho mình định vị rồi đó, mình đi theo con đường đó thôi. Kỳ này mình chạy cho nó thiệt là nhanh nha các bạn. Ok, kệ nó đụng chạm chơi cho vui. À, nãy giờ nhường nhịn quá rồi. Giờ này mình chạy là phánh cho nhanh nha. Đấy, ok. Oh. À. À, ô, oh, chú trà, mình đã bị như cái tay lái mình đó, cái steering á, cái độ nhạy nó không có nhạy. Mình nó quẹo cái là bàn là tay lái này rồi mà nó còn chưa có quẹo nữa. Cho nên chắc hồi mình định lại cái steering á. Cái steering mình định lại cho nó nhạy lên chút xíu, quơ cái là nhích cái là nó quay liền. Chứ để mình nhích nãy giờ mà nó chưa quay nữa. Nó thấy chưa. Tay lái mình nó ok. Ok.
Nãy giờ là mình giỡn thôi, bây giờ mình chơi thiệt. Đó, giữ qua này luôn đi. Ok. Dược lên sợ bên xe ngược chiều á. Trời ơi, lấy người ta một chút xíu là chết mẹ, mất tem à. Trời xin lỗi, chịu nổi cái đền rồi đúng má thiệt tình. What the fuck. Ủa sao nó cho vô đường rừng nữa rồi. Thì sao giải nhanh được. Chạy đâu mà trong này mà nó chạy vù 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 đó. Nó đừng dằn nó không. Cái tay lái này nó dằn nó cũng rung nha. Rung cạch 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 đó. Ok. Lâu lâu rồi, chạy đường thành phố rồi ra đường rừng chơi cho vui. À, cứ lái đi phượt vậy đó cho nó vui. Ok. Quá trời khói bụi rồi, chiếc xe này về phải rửa tốn tiền bộ mà. Cái loại này nó còn chất lượng cao hơn nữa đó nha các bạn, mình không định á. Nó lên tới chất lượng ultra á. Tuy nhiên thật á. Nhưng mà mình không có đặt cái trường hợp đó nó cao quá. Không, nó làm cho giật lắc trong lúc mình livestream á. Trường hợp cho nào mình làm video á thì mình làm được, chứ mà mình livestream á thì nó đòi hỏi cái độ mà cái độ trễ với là cái độ la nó lắc dữ lắm. Chết mẹ. Ok. Đấy, mình cho các bạn ra cái bờ hồ này nè, cho nó đẹp. Nha. Cho các bạn ra bờ hồ này cho đẹp. Á cha 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 cha. My God. À ok. Cha cha cha. Ơ tù má. Thôi chết mẹ. Phải lái. Thôi ăn cái đụng của nó rồi. Oh my God. Má chạy dữ lên.
đường nhỏ xíu mà nó chạy gì đâu mà giống như tự sát hả? Này đúng là thiệt chứ. Thôi nó mình chạy vậy là quen cái tánh đó, sau này mình chạy thực tế nó cũng vậy đó, nguy hiểm lắm. Trời đất ơi. Oh shit. Ông này làm gì vậy? Trời 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 trời, tôi né ổng mà tôi phải chết rồi trời. Kì vậy? Không. Oh. Oh, đụng má né thằng chả. Trời thua. Trời ơi, tôi thua rồi. Không né mấy này nữa. À. Né mấy này đụng tùm lum hết trơn à. Rồi ok. Các bạn ra bờ hồ này cho nó đẹp rồi nha các bạn. Đã. Ok. Chạy đường bờ hồ này cho nó đẹp. Đó, cho lên cái khung cảnh này nè. Đó, chạy kiểu khung cảnh này cho nó đẹp. Chúng mình rô ly thì thôi, mình không có chạy nhanh đâu, mình chơi chạy giải trí thôi. Mình ngắm cảnh rồi chơi. Đó. Coi cảnh quan đây đó chắc cũng vậy đó, cho nên game nó mới làm giống vậy. Cảnh quan ở ngoài đời mà có gì giống như mình đi du lịch đó các bạn ha, giống như mình đi du lịch đó, đi du lịch những nơi mà mình chưa từng bao giờ đặt chân tới, mình sẽ cảm thấy mà là mình không bị áp lực từ mọi phía của đời sống, từ công việc các thứ, áp lực đó mình không có có. Ủa sao nó không cho ra bờ hồ ta? Mình coi coi nó đi đâu rồi. Để mình coi coi sao kỳ vậy. Mình muốn ra bờ hồ mà. Đây. Lại ra bờ hồ đây nha. Ra bờ hồ cho đẹp. Đấy, ra được bờ hồ đây. Thấy không? Nếu mình nghĩ là nếu mà game này mình cho nó lên Ultra thì nó sẽ đẹp. Nói chung như thế nó đâu thua gì ai ghê Phục Mô Sa Hô Siêu Sơn 5 đâu. Nào không ơi chân à. Ôi xin đất không rồi. Ủa cái gì vậy? Đường nào đi? Ủa? Chơi lội nước luôn kìa. Oh my god. Chết xe, chết máy quá. Đừng nói chết máy nha. Đụng mà. Oh my god. Chơi lội nước đọc chưa? Ai da. Cái loại này mà làm thêm người á, có người đi tới đi lui nữa là đẹp lắm. Có người tài xế bước ra khỏi xe rồi đó. Nha. Nếu mà làm vậy thì nó đơn điệu với chiếc xe không à. Không thấy người đâu hết. Đụng quên lo nhìn nó xong không thấy rồi cục đá xíu nó đụng cục đá luôn rồi. Mình cũng khen cái mấy người làm game này nữa. Làm sao mà cái map lớn như vậy mà từng gốc cây ngọn cỏ ở đâu cũng hiện ra thấy rõ luôn. Đọc thiệt, công nhận thiệt. Bây giờ thứ nó làm nhiều thứ đẹp thiệt. Giờ mình ra đây mình ngắm nha. Ra mình ngắm bờ hồ nha các bạn. Đây.
xuống đây luôn đi chừng nha, thấy chưa? Quá đẹp nha. Đã chưa? My god. Dẫn vợ con ra đây ha, mình đi chơi đó, đã luôn á. Ra đây ngắm cảnh rồi ha, câu cá rồi đó. Đọc ha. Ok. Trời ơi, đúng không? Chơi cũng đáp rồi. Rồi. Trời. Ơi. Rồi đây. Cục sạc đó. Lấy cục sạc đi. Đâu? Hay quá ha. Hay quá ha. Tại Mỹ hả? Đó. Cái này nó nói mình đường đi về chắc ha. The storm. Trời đó đâu rồi vậy? Mới sơn lại chiếc xe màu này đó nha các bạn, tại mình thích màu, nhấn màu đậm đậm tí cho nó mạnh mẽ. Rồi xe đó mình chơi màu xanh lè lẹt quá. Ok. Anh chết mẹ rồi. Trời, chỗ nãy nè. Lội ngược chứ về hả? Được, my god, ướt xe hết trơn rồi. Trời. Cái xe mình đi bụi bặm á. Nhân cơ hội này mình rửa xe luôn. Đồ má. Thôi mình đi định lại cái đường mình sẽ đi coi. Đi vô tới đây rồi là vô cái lùm này rồi. Tại không biết đường đi rồi. Ở đây nè. Nó là qua cái đoạn đường đó, là qua đoạn đường bờ hồ rồi, nó không có đẹp nữa. Giờ mình phải đi về đây. Đi về đây nè. Không có đường bờ hồ hết ơi. Thử rồi, định này ở đây nó có cho không? Nó không có cho các bà. Mấy cái vị trí ngoài này là nó không có cho. Hả? Nó không có cho mấy vị trí đó à? Nó chạy ngược lại đó hả? Muốn chạy đường khác mà cũng không được nữa. Quên, để mình coi cái livestream mình coi nó bị lắc không. Chưa chưa. Ok. Các bạn ra bờ hồ này cho nó đẹp rồi nha các bạn. Ok. Chạy đường bờ. Rồi ok, mình quay qua mình lái vòng nữa mình về nha. Rồi mình lái về nhà, về đây đi. Ok. Lái về thành phố đi. Thank you.
Top stream được rồi đó ha.